Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình đối thoại phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị đang theo dõi số đối thoại thứ 5 trong nằm trong về đề tài của chương trình đối thoại, đó là phát triển hạ tầng giao thông tại Việt Nam. Trong các số đối thoại trước thì chúng tôi đã cùng các khách mời bàn rất nhiều đến vấn đề giao thông, đô thị, đặc biệt là trong số gần đây thì chúng tôi bàn về câu chuyện là làm ngầm hay làm nổi, những con số được đưa ra để so sánh và chúng ta sẽ tận dụng không gian ngầm như thế nào, chúng ta sẽ làm theo cách thức của các nước trên thế giới ra sao. Đó vẫn là vấn đề được rất nhiều khán giả của chúng tôi quan tâm và đặt câu hỏi trong chương trình đối thoại tuần vừa qua. Và ngày hôm nay chúng tôi lại tiếp tục giải đáp những gì mà chúng tôi nhận được, mong là các mời trong chương trình có thể đưa thêm nhiều thông tin cho quý vị khán giả và giúp quý vị khán giả sẽ có thêm một cái góc nhìn liên quan đến vấn đề là hạ tầng giao thông cũng như là giao thông đô thị tại Việt Nam. Tham gia chương trình đối thoại tuần này, tôi xin được giới thiệu sự có mặt của các khách mời. Tiến sĩ kiến trúc sư Phùng Anh Tiến, Phó Tổng Thư ký Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, Nguyên trưởng khoa Quản lý Đô thị Đại học Kiến trúc Hà Nội. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội. Ông Vũ Vinh Phú, chuyên gia kinh tế và thương mại. Vâng, trước là chúng tôi cảm ơn ba khách mời đã đến với trường quay đối thoại ạ. Và trong đó thì có những khách mời đã là những khán giả rất là lâu năm của chương trình, đã theo dõi cả một cái vệt đề tài đối thoại của chúng tôi và chắc chắn là cũng đã biết những thông tin mà chúng tôi đã truyền tải các số trước và tiếp tục cùng chúng tôi giải đáp trong số đối thoại tuần này ạ. Thì trước khi mà chúng ta cùng trao đổi về những nội dung mà tôi vừa chia sẻ thì xin mời các vị khách mời cùng quý vị khán giả đón xem một phần tổng hợp sau đây của chúng tôi ạ. Hãy nói rộng ra một tí về lịch sử thì tại sao làm tàu điện ngầm nó đắt như thế? Tàu điện ngầm bây giờ nếu mà giá của nó phải từ 100 triệu đô la đến 150-60 triệu đô la. Những năm 90 thì nó khoảng độ 90 đến 100 triệu. Bây giờ thì giá nó tăng lên rồi. Thế thì là tại sao lại đắt như thế mà tuyến tàu điện ngầm đầu tiên ở London lại từ năm 1863 người ta đã xây dựng rồi. Tiếp đến ấy, là Budapest. Từ 1896 người ta đã xây dựng. New York là 1868. Paris là 1900. Rồi là Tokyo là 1927. Moscow là 1935. Thì rõ ràng là tàu điện ngầm được xây dựng cách đây hàng trăm năm. Và lúc đó nền kinh tế rất eo hẹp, rất khó khăn nhưng người ta vẫn xây dựng. Thì lật lại bài toán chúng ta thấy là tác dụng của tàu điện ngầm. Tôi nói qua tí, tức là nếu so sánh với tàu trên cao, với tàu ngầm thì nếu mà nói về năng lực và hiệu quả thì tàu trên cao không thể nào so sánh được với tàu điện ngầm. Ta cứ nói thẳng như thế. Tàu điện ngầm vì sao? Thứ nhất như các anh nói, nó là một công nghệ gọi là công nghệ khai thác không gian. Đúng không ạ? Nếu chúng ta có những cái tuyến mà vành đai 3, vành đai 2, riêng cái tiền mà đền bù cho dân là 60%, 70%. Thế thì tàu điện ngầm Nhật Bản người ta đã tổng kết là giảm đi đến 60% chi phí nhờ không phải đền bù cho dân. Ừ, là tiết kiệm không gian. Cái thứ hai ấy, là tàu điện ngầm đi phía dưới cho nên là nó không bị cản trở, nó không có một bị ảnh hưởng yếu tố về thời tiết, về tất cả những yếu tố khác, cho nên là tốc độ rất cao, đi rất đúng giờ và cái độ tin cậy của nó rất là lớn. Cho nên là nó là phương tiện gần như duy nhất có thể cạnh tranh được với phương tiện cá nhân. Về góc độ chi phí thì tôi cũng có được tham gia một số cái dự án để rà soát lại cái tổng mức đầu tư của dự án, thì tôi thấy là tổng kết lại một số tuyến metro chúng ta đang triển khai hiện nay thì cái chi phí bỏ vào phần xây dựng nó chiếm cái cấu khoảng 4%, chi phí phần còn lại thiết bị, trang thiết bị chiếm khoảng 25%, chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí mặt bằng phải giải phóng mặt bằng nó chỉ tập trung ở cái phần depot của tuyến thôi, còn trên tuyến thì chúng ta đang tận dụng lại cái không gian sẵn có nên cái chi phí giải phóng mặt bằng nó rất là nhỏ, chỉ chiếm khoảng 3%, dưới 5% thôi. Và các chi phí khác là chi phí dự phòng khoảng gần 10%. Thì trong cái cơ cấu chi phí như vậy thì hai chi phí lớn nhất vẫn là chi phí xây dựng và chi phí trang thiết bị. Thì cả hai chi phí này xét về mặt công nghệ sẵn có thì chúng ta đều hoàn toàn có thể nội địa hóa phần lớn. Tôi chưa nói là 100%, nhưng tôi khẳng định là với những cái năng lực của doanh nghiệp Việt Nam thì có thể nội địa hóa đến 70%. Giá của Việt Nam mình là tổng kết qua là Việt Nam mình mới có 12-14% ngầm thôi. Thế mà nghe nói Bộ trưởng Bộ Giao thông là định là duyệt là khoảng 97 triệu đô la một cây số thì tôi thấy quá đắt. Phải nhớ là có 14% ngầm thôi nhé. Trong khi đó Pháp 60% ngầm là người ta có trên 80 triệu đô la một cây số thôi. So sánh một tổng thể một chút
Thì những tuyến metro mà đắt đỏ nhất trên thế giới hiện nay là New York và Hồng Kông. Thì những tuyến này có những đoạn tuyến họ làm lên đến 250 triệu đô la trên một km. So với chúng ta thì đắt đỏ hơn, nhưng mà họ làm, hãy nhìn vào cái quy mô họ làm và cái phần không gian ngầm và họ tích hợp bên trong đó. Thì và những cái thành phố mà gần đây họ xây dựng thì chi phí cũng cũng không đến mức đắt đỏ như thế. Chi phí thông thường là rơi vào trong khoảng từ 60 cho đến 100 triệu đô một km là phần lớn các nước hiện nay đang ở. Pháp thì ở Paris thì chi phí đó rơi vào khoảng 150 trên 100 triệu cho những tuyến hiện đại sau này gần đây, trên 100 triệu đô. Và chúng ta thì rõ ràng là hãy học hỏi những nước mà họ đã có khả năng, mà trước đây họ cũng phải nhập khẩu công nghệ như chúng ta, nhưng gần đây họ đã nội địa hóa được. Tôi cho rằng có một cái yếu tố mà tôi rất là, những cái thông tin của hai chuyên gia vừa chia sẻ, có rất nhiều những cái thứ mà với những cái tư cách của người dân chúng tôi sẽ được hiểu hơn, rất là sâu hơn. Có một cái vấn đề mà tôi rất là quan tâm với những cái người làm chính sách, những người xây dựng cái chiến lược về giao thông ấy, nó liên quan đến cái vấn đề không phải sử dụng trước mắt, không chỉ là một cái ngành dịch vụ mà chúng ta giải quyết những cái nhu cầu cấp thiết trước mắt, mà đây còn giải quyết cả một những vấn đề cả hàng trăm năm sau. Cần phải nhìn một cái tầm nhìn xa hơn, ở chỗ là mình làm trên không, mình làm trên mặt nổi trên mặt đất hay ở dưới đất, thì cũng phải luôn luôn phải mở cửa cho một cái hướng là tương lai nếu những người khác người ta mở rộng về giao thông ra, họ còn cơ hội để làm dưới đất hay không. Vâng, thưa các khách mời, như tôi đã giới thiệu thì các khách mời đây đều đã theo dõi 4 số đối thoại bàn về chủ đề này. Trong đó thì tôi cũng đã nhận được cả ý kiến gửi email của ông Phú, là một khán giả theo dõi chương trình đối thoại cũng như là về đề tài, cũng rất là mong muốn là có những chia sẻ liên quan đến vấn đề là đường sắt đô thị này, vấn đề metro đúng không, vấn đề làm ngầm hay làm nổi với những cái cách thức của các nước trên thế giới hiện nay. Thì ông Phú có thể đại diện tiếng nói người dân, đại diện tiếng nói của một chuyên gia kinh tế, chia sẻ với chúng tôi cái góc nhìn của ông về vấn đề này như thế nào. Trước là tôi xin mời ý kiến đầu tiên của ông Phú ạ. Thưa các vị nghe đài, là một người dân đồng thời là một chuyên gia kinh tế, thì qua một số cái buổi đối thoại trên VITV thì tôi rất chăm chú theo dõi, bởi vì vấn đề giao thông đô thị ở các cái thành phố lớn, trong đó có thủ đô Hà Nội, là mình phải nói là nhức nhối mà cần vào những bài toán cơ bản để đi từng bước để giảm bớt những cái ách tắc giao thông, mất quỹ thời gian, tiền bạc, rồi tai nạn giao thông ở trên nước ta. Thế thì chúng tôi cũng được tiếp xúc với các cái loại hình giao thông ở trên thế giới, rồi nghe ngóng người dân, thì tôi thấy như thế này, tức là đối với những đô thị lớn hàng chục triệu dân như Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh, thì rõ ràng khi mà cái quy hoạch ban đầu của cái giao thông trên mặt đất là chúng ta đã bỏ lỡ, tức là những con đường chỉ độ 30 mét hay 50 mét thôi thì sẽ không giải quyết được giao thông khi cái tốc độ gia tăng các phương tiện đi lại rồi dân số tăng lên khoảng 15%, mà phải giải quyết bằng các phương tiện giao thông hiện đại và thậm chí là đi cả dưới lòng đất nữa. Vì có những thành phố tôi biết như Moscow như thế là mấy triệu người thường xuyên ở dưới lòng đất, hay Tokyo, hay kể cả Bangkok là gần chúng ta là ngay đến nhất các nước Đông Nam Á, thì cái nạn kẹt xe kẹt đường nó đã giảm đi rất nhiều, giao thông, tai nạn giao thông giảm đi rất nhiều. Còn tất nhiên bài toán kinh tế để làm nổi hay làm chìm với đầu tư, cái suất đầu tư như thế nào thì cái chuyện là chuyện khác. Nhưng mà rõ ràng các chính phủ, rồi quốc hội, rồi tất cả các cấp là cũng nên có những dành thời gian để nghiên cứu thấu đáo vấn đề này để quyết sách. Và thậm chí vừa rồi một cái những thông tin rất phấn khởi là có những nhà đầu tư tư nhân đã đăng cai để xin làm các tuyến đường sắt đô thị như Vingroup và TNT đối với thủ đô Hà Nội, mấy tuyến ngắn. Thì tôi nghĩ cái đó rất tốt, mà chúng ta phải xã hội hóa cái này lên, nhà nước không có đủ tiền để làm hết các vấn đề. Đấy, và bài toán làm giao thông đô thị này là phải dẫn tới vấn đề hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội nữa. Cái còn cụ thể đi vào chi tiết kỹ thuật thì lại chuyện khác. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là đã đến lúc chúng ta phải ngả bài về vấn đề này để có những cái nhìn thấu đáo hơn để giúp cho tham mưu cho nhà nước, cho chính phủ và các địa phương giải quyết bài toán giao thông đô thị
tại Hà Nội cũng như các thành phố khác trong thời gian tới. Tôi thấy ông Phú rất quan tâm vấn đề thương mại liên quan đến giao thông. Ông Phú có thể nói thêm một chút nữa không? Tôi đã đi những cái thành phố gọi là thành phố thương mại ở dưới ngầm, ở các bến tàu điện ngầm. Khi người ta đi hết bến tàu điện ngầm, người ta đi ra mua hàng và về gia đình. Rồi những cái ga tàu điện ngầm chính là những cái trung tâm thương mại siêu thị rất lớn, hàng vạn mét vuông ở dưới đó. Như thế bài toán như thế là vừa giải quyết hiệu quả kinh tế, vừa giải quyết cái thương mại tại chỗ mà hiện nay đất đai ở trên mặt đất cũng rất ít. Ví dụ như Seoul hay ở Tokyo hay ở Thái Lan như thế. Thì như thế là vừa sinh động cho cái cuộc sống của thành phố ban đêm, nhưng đồng thời giải quyết bài toán công an việc làm, lưu thông hàng hóa, tiêu thụ hàng hóa và đồng thời thuận tiện cho các bà nội trợ. Thì tôi cho cái đó rất là tốt mà chúng ta phải đi học tập. Tức là ông Phú nghĩ là làm ngầm thì tốt hơn làm nổi rất là nhiều. Làm ngầm tốt hơn làm nổi. Tất nhiên là chúng ta cũng không phải làm ngầm tất. Có những chỗ có thể làm nổi được. Đấy là bài toán kinh tế và bài toán về vấn đề môi trường và xã hội. Chúng ta phải tính toán. Bởi vì hai tổ chức chúng tôi thực hiện là khán giả vẫn muốn có những con số, có những cái tính toán cụ thể về cái chi phí làm ngầm với làm nổi. Làm ngầm thì các chuyên gia đều nói là đắt gấp 3 lần so với làm nổi, nhưng tuy nhiên thì khán giả vẫn nói rằng là với công nghệ hiện nay, với cái thời gian nhanh như hiện nay, với rất là nhiều những cái tiện ích hiện nay thì có khi làm ngầm còn rẻ hơn làm nổi, bởi vì chi phí giải phóng mặt bằng rất đắt đỏ. Thì không biết là các chuyên gia ở đây thì tính như thế nào, ông tiến nghĩ nào? Tôi thì từ năm 85 ấy thì nhà nước đã tính đến chuyện này rồi, đã cử tôi sang Hà Lan để nghiên cứu về phát triển quy hoạch. Lúc ấy nước mình chưa có cái khoa quy hoạch. Thế khi tôi sang bên đó thì họ có nói rằng là cái đầu tiên ý, thì là ta phải tính đến cái giá trị đất đai. Phát triển đô thị thì cái quý nhất là cái đất. Thế và từ cái đất này thì người ta mới ra cái tiêu chuẩn thiết kế quy hoạch cho một đô thị. Thế thì thời Pháp thì họ làm cho đô thị Hà Nội là có 300.000 dân thôi. Thế thì thế giới người ta định nghĩa rằng là nếu mà một đô thị mà 1 triệu dân thì người ta gọi là cực lớn. Nhưng mà cực lớn của Hà Nội của chúng ta ấy, thì nó có hai cái từ tiếng Anh nó rất rõ, tức là Super City tức là siêu đô thị, thế còn Metropolitan Urban tức là một cái đô thị phát triển có kế hoạch, mà cái đó là điển hình là Moscow. Thế nhưng mà đến lúc áp dụng cho Việt Nam thì lại phát triển tự phát, từ cái đô thị có 30 vạn dân mà phát triển đến lúc nhờ Liên Xô thiết kế cho mình là trong nội đô là 1 triệu dân, thì lúc đấy nó đã lên đến 1 triệu rưỡi rồi, và lúc đấy 4 huyện ngoại thành nữa là 2 triệu rưỡi. Chính vì thế cho nên là cái giao thông mình không đáp ứng kịp cái nhu cầu của người dân. Thì thế giới họ so sánh rằng là nó tính tiêu chí phát triển kinh tế là nó tính theo hệ giao thông. Nếu nước nào giao thông thông suốt mà tỷ lệ đất đai chiếm đất của cái đô thị đó là 20% đất của thành phố thì cái đô thị đấy được là đô thị tiên tiến. Thế thì trở về nước mình thì giao thông tỉnh là gần như không có. Thế và giao thông động thì nước mình lại thuận lợi nhất là có cái hệ thống sông. Nhưng mà nước mình áp dụng hệ thống sông thì rất là kém. Cho nên tất cả dồn vào cho đường bộ. Mà chính vì vậy nó mới quá tải. Và người ta đã nói rằng mạch máu mà không thông thì không bao giờ là cái cơ thể của đô thị nó khỏe mạnh được. Thế thì nước mình rơi vào tình trạng như vậy. Thế thì tôi mới sang các nước học thì họ nói rằng là tại sao nước ông không khai thác cái đô thị ngầm. Thí dụ ở Nhật Bản họ nói rằng là từ lâu tôi làm ngầm nhưng mà vì nước tôi là nó là cái động đất. Chứ nước ông hoàn toàn không có động đất, cho nên là nên làm đô thị là cả thành phố đấy, chứ không phải chỉ nói hệ giao thông đâu, thì làm ngầm. Thế và nước mình thì cũng rất mừng là có cái nhà đầu tư của Vingroup, nó đã làm thử một cái phố ẩm thực ngầm dưới cái đô thị ở ngã tư Sở đấy. Thế thì thấy là làm ngầm ấy thì nếu mà nói về giá thì tôi cũng làm việc với các anh ở bên Nhật Vượng ấy, thì anh nói là giá của anh so với xây nhà trên cao và làm các cái nhà dưới ngầm ấy. Thì thực ra anh bảo là không chênh nhau bao nhiêu cả. Tức là làm ngầm của anh thì chỉ có cái trên cao nó thuận tiện là nó thời gian nó rất là nhanh. Thế nhưng lại mắc phải cái giải phóng mặt bằng. Cho nên cái nào nó cũng có giá của nó thì thực ra mình nói là giá gấp 3 lần ý, là cũng không phải đúng đâu. Gấp 3 lần là do cái tiền mà thí dụ như tôi nói là một cái đô thị ngầm như vậy thì lấy ánh sáng và lấy không khí ở ngoài vào ý, thì hoàn toàn là phải cấp từ trên không gian trên. Để chuyển cho không gian ngầm thì nó đắt là đắt ở cái hệ thống đấy để vận hành cho cái đô thị ở dưới, chứ không còn giá tiền xây dựng thì không đắt. Thế cho nên các nước thì tôi sang học ở, khi
khi mà trường tôi, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội của tôi thành lập ra cái khoa quản lý đô thị thì tôi đi 6 nước thì người ta mới nói rằng là tại sao ông không sử dụng không gian ngầm? Mà nếu mà cộng không gian ngầm thì đô thị của các ông ấy, tỷ lệ sẽ hơn thế giới, tức là 20% đất cho giao thông. Thế thì nước mình hiện nay là có 11%. Thế thì mình thiếu rất nhiều, cho nên là cuối cùng ý kiến của chuyên gia tôi vẫn khẳng định là hệ thống ngầm là tối ưu. Vâng. Tuy nhiên tôi xin cung cấp một cái con số như này ạ. Theo khai toán của Hà Nội thì bình quân suất đầu tư cho mỗi km đường sắt đô thị đạt 95,8 triệu đô la Mỹ. Trong đó đường sắt xây cao là 80 triệu đô la Mỹ, xây ngầm là 170 triệu đô la Mỹ, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 40.056 tỷ đô la Mỹ. Đây là so sánh mức khai toán này so với thế giới như nào? Thì thế giới thì thực ra nó đắt hơn. Thế nhưng mà cái thu nhập của nó, cái GDP của nó lại lớn hơn. Cho nên là về giá cả thì tôi cho là nó cũng không chênh nhau. Như chị nói như vậy thì thấy rằng là ngầm là 170 triệu đô la. Vâng. Mà trong khi đó cái kia có 95 và 80. 80 triệu. Vâng. Thực ra thì khi tôi tham khảo các nước nó làm cái tàu điện ngầm, nhất là bọn Nga ấy, nó làm tàu điện ngầm ấy thì là cái hệ thống tàu điện ngầm và cái tàu điện trên không ấy, là nó bằng nhau. Thế nhưng mà vừa rồi chị đọc cái con số 170 triệu, nó đắt là đắt như tôi vừa nói. Tức là vì anh làm một cái thành phố ở dưới thì phải đầy đủ không khí, ánh sáng. Thế thì cái đắt là đắt. Anh, như tôi, Pháp nó gợi ý mình là lấy cái khí của Sapa chuyển qua thổi vào cái thành phố ngầm của Hà Nội. Thế thì nó đắt là đắt ở cái chỗ đấy. Chứ còn làm đường ray rồi làm hệ thống các công trình phụ trợ trên không hề đắt. Có lẽ đúng giá của họ nói đấy. Làm nổi và làm ngầm đều chỉ chênh nhau ít. Thế chứ còn cái 170 là nó đắt ở cái phụ kiện, nó đắt ở các công trình phụ trợ, chứ không phải đắt ở cái tiền xây dựng. Họ có nói thêm là vấn đề cơ điện này, nếu mà từ khoa học ấy, tức là các máy tông gió, hút gió, đấy, thì đây, các cái hệ đấy. Thống hút nước, bảo trì, chống ngập, nhiều vấn đấy, đề kỹ thuật đi theo. Mới đắt. Chứ vâng. Thực ra làm đường ray như nhau, mới lại có thể theo tôi đắt thêm là cái gia cố của cái mái vòm của nó như làm thủy điện ấy, hay là các đường hầm của đèo ngang với đèo Hải Vân ấy nhỉ? Thì cái đó nó có đắt hơn. Thế còn giải phóng mặt bằng mà nếu mà ấy thì đúng là trên là cũng trên có những cái chi phí đắt hơn thật. Rất đắt đỏ, vâng. Đấy. Cái hệ thống metro như thế nó có hai cái dạng, một cái dạng chạy đổ bên trên, dạng chạy ngầm bên dưới. Và trên thế giới thì hầu như hệ thống nào nó cũng có. Dạ. Những nước hiện đại nhất nó cũng có hệ thống chạy ngầm và hệ thống chạy nổi. Đấy, chứ không phải là chỉ có ngầm không, hoặc là chỉ có nổi không. Đấy, bao giờ nó có cả hai hệ thống đấy. Thế thì rõ ràng là bây giờ vấn đề đặt ra là ta làm ngầm hay làm nổi. Dạ. Như hai chuyên gia thì vừa nói rằng là nằm ngầm thì rõ ràng rất là ưu việt. Ai cũng nhìn thấy nằm ngầm chắc chắn là ưu việt rất nhiều so với nằm nổi. Thế nhưng vấn đề đặt ra người ta cũng có thể, ta cứ hình dung một cái điều thế này này. Ai cũng biết rằng là bây giờ dùng cái bếp từ ấy thì rõ ràng là nó sạch sẽ tiện hơn rất nhiều so với bếp than tổ ong. Tại sao lại có những người dân vẫn dùng bếp than tổ ong, nó không dùng từ? Đấy. Thế thì chúng ta biết rằng là cái người dùng bếp than tổ ong ấy nó cũng có cái lý do của nó. Ví dụ chẳng hạn những cái chi phí người ta không thể bỏ ra, người ta mua sắm được một cái bếp nó đắt tiền vì là bếp từ. Đấy, người ta vốn đầu tư ít. Vâng, có khi cái vùng đấy nó không có điện. Đấy, người ta cũng không thể nào người ta dùng bếp từ được. Đấy, hoặc là gì, hoặc là cái trình độ người ta không thể nào điều khiển, gọi là dùng các cái chức năng bếp từ được. Đấy, cho nên người ta dùng bếp than tổ ong, thế như vậy là đơn giản tiện lợi nhất. Thế thì ở đây ấy, chúng ta cũng nhìn thấy một điều là ai cũng nhìn thấy là phát triển hệ thống ngầm nó sẽ có lợi ích nhiều. Một là vấn đề chúng ta giải quyết cái giao thông ngầm nó sẽ không bị cản trở bất kể một cái công trình nào như là trên cạn. Đấy, trên nổi này rõ ràng chúng ta phải dựng nhà này, trên nổi này đường giao thông này lại gắn đường giao thông khác này, trên nổi này lại vấn đề liên quan đến tiếng ồn này, liên quan đến cảnh quan mỹ quan này, không phải phát triển thế nào cũng được này, tốc độ không phải thế nào cũng được này, nhưng bên dưới ngầm nó không bị hạn chế như chỗ đó. Phát triển ngầm nó còn giải quyết được những vấn đề như ta nói rằng là tăng được các cái tầng về mặt hệ số sử dụng. Đó, thường chức năng ngầm của trên thế giới thì không phải chỉ có cái đường giao thông của metro không. Cạnh đấy như bác Phúc nói rằng là một cái hệ thống về thương mại, các cái hệ thống về thậm chí người ta làm những cái công trình như là công trình về triển lãm, những công trình nghệ thuật đấy, ở đấy thậm chí có những nơi nó còn là những nơi trú ngụ về mặt thời tiết, có khi là dân nổi trên này cái thời tiết rất khắc nghiệt, -40-50 độ nó xuống dưới ngầm rồi đấy. Đấy, cho nên là đứng vào lợi ích thì ai cũng nhìn thấy cái ngầm là hơn hẳn so với cái nổi, nhưng mà không phải lúc nào người ta cũng có thể làm được ngay cái hệ thống ngầm. Đánh giá chung trên thế giới thì người ta đều thấy rằng là cái chi phí làm ngầm bao giờ cũng chi phí là đắt hơn so với làm nổi. Đấy, chi phí của nó thường đắt hơn, thường là như thế.
chứ còn có cá biệt có thể làm nổi cũng đắt, nhưng mà thường chi phí làm ngầm là bao giờ cũng cao hơn làm nổi, còn mức cao hơn bao nhiêu, 2 lần hay 3 lần thì cái này còn tùy thuộc sao. Đấy, tất nhiên là chẳng hạn như bác Tiến là chuyên gia có thể tính toán một cái kỹ hơn. Đấy, nhưng mà chúng ta so sánh nói rằng là cái hệ thống này gấp 2 lần này ông kia, chúng ta phải so sánh theo nó từng các cái hạng mục đầu tư một. Ví dụ cùng làm ngầm như làm ngầm qua sông. Đấy, ví dụ chẳng hạn qua sông Hồng người ta có thể làm cái đường ngầm qua đấy. Kết cấu địa tầng nó làm sao, chi phí loại khác. Làm ngầm nhưng mà qua cái hệ thống mà chỗ đấy đất nó lại không có các cái công trình xây dựng lớn thì nó lại khác. Cho nên là cái chi phí ta gọi là làm ngầm hay làm nổi, so sánh nó đắt hơn thì chúng ta cũng phải tính cụ thể nó rơi vào các cái vị trí nào, rơi vào cái dạng kết cấu làm sao. Nhưng mà nói chung thì người ta gọi là làm ngầm thì ngay cái chi phí đầu tư ban đầu đắt hơn. Thứ hai là làm ngầm thì về mặt kỹ thuật đòi hỏi phải cao hơn, trình độ phải cao hơn. À, cái quá trình chúng ta đầu tư, chúng ta xây dựng cái hệ thống ngầm này đòi hỏi phải hệ thống một cái kỹ thuật rất cao. Chứ nếu không anh xây dựng không được hầm rồi, chạy thời gian nó có thể là ngấm, có thể dò gì, có thể có những phát sinh những vấn đề về mặt lún đất mà là chiến nổi xử lý được, ngầm là chịu rồi. Đấy, nhưng mà cái thứ ba nữa là quá trình vận hành. Cái vận hành, chi phí vận hành cho cái ngầm ấy là phải chi phí rất nhiều, cao hơn rất nhiều lần so với cái chi phí nổi. Đấy, anh phải vận hành một cách đầu tư lớn, phải có một hệ thống hiện đại và cái chi phí vận hành đấy nó lớn. Cho nên người ta thường nói rằng là cái chi phí ngầm nó đắt hơn nổi là vì thế. Nhưng mà không có nghĩa rằng là cái bếp từ đắt hơn bếp than đồ ong, mà người ta cứ dùng bếp than đồ ong mãi, người ta vẫn cứ phải là dùng bếp từ. Bởi vì cái quá trình phát triển một cái đô thị hiện đại nó không thể cho phép anh là cứ đưa than đồ ong vào anh đun được. Cho nên là không thể chỗ nào anh cũng dùng nổi được. Đấy, do vậy cho nên là tôi cho rằng ở đây chúng ta cũng phải thấy ở cái giai đoạn nào, ở cái địa điểm nào, ở cái khu vực nào đấy, thì chúng ta phát triển ngầm và lúc nào cũng phát triển nổi. Tuy nhiên ý kiến của khán giả của chúng tôi là khi so sánh với các nước trên thế giới thì cái chi phí đắt đỏ của Việt Nam chủ yếu phát sinh từ việc là giải phóng mặt bằng. Chi phí rất rất đắt so với cả các nước khác trên thế giới nên nó có thể đội cái chi phí làm nổi so với cả chi phí làm ngầm. Và con số chúng ta so sánh, ví dụ như là các khách mời có thể cung cấp một số con số liên quan tới công trình chúng ta đang làm ở nhà hát lớn 3 sao đúng không ạ? Thì là ông Tiến có thể cung cấp thêm thông tin. Cái công trình mà nó làm cái hệ thống, tức là cũng rút kinh nghiệm của cái kênh đào CE đấy, cái hệ thống ngầm nó đi qua cái kênh đào đấy của Pháp và Anh ấy, thì bên Sài Gòn cái lúc thiết kế cái đô thị là trung tâm tài chính ngân hàng của thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì chúng tôi đã tham khảo các nước. Thế và cái ngành xây dựng đã thiết kế ra cái tunnel mà chui qua sông Sài Gòn. Thì cái lúc đó thì tính là thành công ấy, thì là lúc ấy Nhật họ cũng giúp đỡ về mặt kỹ thuật. Thế và Pháp thì giúp đỡ mặt thiết kế. Thế thì nếu mà so sánh về giá, cái thời điểm mà làm cái đường hầm chui qua sông Sài Gòn để sang Thủ Thiêm ấy, thì lúc đó thì con số khái toán ấy, thì tôi tính là nó tính là cứ 1 km đi chui qua hầm qua sông Sài Gòn thì nó so với cái mà chị nói thì nó rẻ hơn nhiều. Tức là nó chỉ độ khoảng 1 km thì có 50 triệu đô la thôi. Nhưng mà cái lúc đấy nó đơn giản, tên nó chỉ là cái hộp bê tông thôi. Thế thì khó nhất tức là cái ghép giữa các hộp bê tông với nhau để nó không thấm nước từ sông vào ấy, thì cái đấy là cái kỹ thuật đấy thì là Nhật và Pháp đã giúp mình xử lý. Và lai dắt cái nó đúc ở bên Đồng Nai rồi nó lai dắt qua sông, cũng sông cả Sài Gòn, rồi từ sông Sài Gòn rồi nó mới lắp. Thì tôi cho là nếu mà đắt kể cả tiền vận chuyển, kể cả tiền, chứ còn đấy thì không phải giải phóng mặt bằng vì dưới lòng sông mà, cho nên là đắt cái phần đấy. Và phần thứ hai nữa là đắt cái phần kỹ thuật thông gió và chiếu sáng cho cái hầm mà nối sang, chui qua gầm sông Sài Gòn nối sang bên Thủ Thiêm đấy ạ. Đấy thì lúc đấy thì cái giá thành lúc ấy 1 km đó, nếu mà về tiền xây dựng mà chưa kể các phụ kiện có 50 triệu đô thôi chị ạ. Thế cho nên là mà kỹ thuật là toàn thợ mình, chuyên gia thì của Nhật và của Pháp, nhưng thiết kế thì của Pháp, nhưng mà về mình làm được hết. Cho nên là tôi thấy là nếu mà so sánh về mặt hiệu quả ấy, thì đúng là mình tưởng là đắt, nhưng mà thực ra nếu mà chị làm được nổi trên cao, mà riêng cái loại ngầm hóa dây 6 loại dây, dây điện, dây viễn thông rồi tất cả loại dây, thì cái tiền đấy là cũng phải hạ ngầm rồi mới được làm được nổi. Cho nên là cái tiền đấy rồi cộng với cái tiền giải phóng mặt bằng thì tôi nghĩ là cộng cái vào là đều bằng nhau. Thế cho nên tôi nghĩ là chưa chắc làm nổi đã không rẻ hơn ngầm. Đấy, bởi vì buộc lòng là anh phải hạ ngầm cái
6 cái loại dây, bây giờ ngày xưa chỉ có mỗi dây điện, bây giờ là dây viễn thông, rồi cáp truyền hình, rồi là mai kia nó lại còn có cả đường ống cấp năng lượng với lại cấp bia chị ạ. Đấy, nó lại còn có cả các loại đường ống ấy nữa. Thế thì buộc lòng anh phải ngầm hết, chứ không thể nào anh lại đi chậm, mà bây giờ đã có cái từ là đô thị thông minh là buộc lòng, có đắt anh vẫn phải làm ngầm. Vì các nước nó đã tổng kết rồi thì nó bắt đầu mới làm. Và nó khuyên mình như vậy. Khi tôi thành lập ra cái ngành đấy thì họ đều khuyên tôi là về tự tham mưu lại cho chính phủ là nên làm ngầm. Tôi thì cũng nhất trí ý kiến các anh. Tôi thấy là tùy tình hình để chúng ta làm ngầm hay nổi. Tôi nói ví dụ đoạn Nhổn ga nổi đấy, thì là một đoạn là nổi đúng không ạ? Sau đó thì 5 km cái đoạn nó không vướng gì, đoạn không vướng gì, đồng không mông quạnh thì ta phải quất nổi chứ. Đúng không ạ? Chứ dạy gì chúng ta làm ngầm. Cho nên là bài toán kinh tế của các nhà thiết kế và nghiên cứu đấy rất kỹ vấn đề này, tức là điều tra về vấn đề đầu tư rất quan trọng. Chính bài toán kinh tế ở chỗ đó. Thế còn thì vấn đề giải phóng mặt bằng, tôi cũng xin nói thêm thế này. Việc chúng ta làm những con đường đắt nhất hành tinh là lỗi do chúng ta đấy. Phải không ạ? Các nước ấy, tôi sang Bắc Kinh tôi nghiên cứu, khi mà Olympic Bắc Kinh, người ta giải phóng sâu vào, khi làm một đoạn đường tàu điện chẳng hạn, giải phóng sâu vào 150 m, trồng 10 hàng cây và nhà nước xây 40 tầng. Hoàn toàn bán cái nhà đó đi, tôi nói 4 tỷ một căn ở những cái đường đẹp, thì thừa tiền làm con đường của chúng ta. Nhưng hiện nay chúng ta làm giải phóng vàng chỉ đến nhà anh còn 80 phân để lại, đường vừa xấu ngay thủ đô Hà Nội, và lại không có tiền, và anh lại bỏ mấy nghìn tỷ ra làm con đường nữa. Và như thế là chúng ta đi học tập rất nhiều, nhưng mà chúng ta lại không làm theo những cái nước tiên tiến ta làm, vì như thế hiệu quả sẽ đắt thôi. Và chúng ta lại lấy tiền nó và quất cho nó. Tuyệt vời quá mà chúng ta không làm. Cái này rất nhiều chuyên gia nói, nhưng mà hiện nay một số con đường ở Hà Nội, tôi không nói các tỉnh khác, chưa biết. Nhưng mà rõ ràng chúng ta vẫn đi theo vết xe đổ cũ. Và bài toán kinh tế ta không giải quyết nổi. Giống như rồi đây chúng ta tiếp tục giải phóng những cái con đường sắt mà giữa ngầm và nổi, thì chúng ta cũng phải tính toán bài toán thế để chúng ta giảm bớt những cái chi tiêu từ ngân sách nhà nước ra, và đồng thời thu hồi vốn rất nhanh. Và như thế là hợp lòng dân, và đồng thời như thế là rất kinh tế. Tôi xin có ý kiến thêm như vậy. Cái ý như là bác Phú nói rất là đúng, là những cái chỗ mà chúng ta thấy rằng là cái độ nén của đô thị mà cao, đúng rồi, thì bao giờ người ta cũng phải tính đến là hệ thống nào. Đấy, còn cái độ nén về dân số nó không cao thì trên thế giới này cũng thế thôi, nó đều là hệ thống nổi, đều hệ thống nổi. Đấy. Và cái độ nén cao như thế thì nó hệ thống ngầm nó có giải quyết, không phải chỉ vấn đề về mặt mỹ thuật mỹ quan, mà chỉ bằng nó chỉ giải phóng bằng, tôi cho là chỉ là một vấn đề thôi. Đấy, một vấn đề thôi. Thực ra thì cái giải phóng bằng chúng ta đấy, tôi nghĩ là như bác Thư nói đúng, là thậm chí ta giải phóng hết đi xong ta xây dựng lại, ta cải tạo lại, chứ không phải là chỉ giải phóng mấy cái nhà để làm cái đường không, thì có khi giải phóng xong rồi nó còn rẻ tiền hơn, tức là ta giải phóng xong rồi ta lại xây dựng công trình khác hiện đại hơn và có thể được cái nhiều tiện ích hơn, giá trị nó nâng cao hơn. Đấy, cho nên là cũng không phải vì cái lý do giải phóng bằng đắt hay rẻ mà nó chọn ngầm hay chọn nổi. Đấy, không phải vấn đề đó. Mà vấn đề ở đây là cái quy hoạch cái đô thị làm sao. Những cái trung tâm nõi, trung tâm nén thì bao giờ nó lại giống ngầm. Đấy, còn nếu như trung tâm nén ấy mà nó không phát triển ngầm được, nó phát triển nổi, thì thường chúng ta cũng nhìn thấy cái hệ thống nổi của nó là cái hệ thống đường sắt nhẹ. Đấy, nó không đổ bê tông cốt thép gì, nó quá kiên cố hàng trăm năm, mà thường là hệ thống đường sắt. Đấy, kết cấu sắt. Đấy, và cái kết cấu sắt như thế thì một là cái chi phí của nó cũng có thể là nó cũng thấp hơn là so với cái hệ thống kiên cố kia, và thứ hai là về mặt gọi là cái cưng cơ động của nó, thời gian của nó, tất cả thứ thi công nó đơn giản hơn rất nhiều. Đấy, nó giải quyết những vấn đề đó trước mắt. Đấy, còn khi nào nó phát triển ra ở những vùng nó không nén thì không có lại gì người ta phải làm ngầm cả. Đấy là một cái điều mà tôi cho rằng là cái việc mà xây dựng hệ thống ngầm hệ thống nổi thì bao giờ cũng phải có một cái phương án đi theo, mà quy hoạch nó là cái gì, phương án là tính toán xem vậy chỗ này đi về kinh tế làm sao. Đấy, hai cái đấy chắc chắn là phải có, chứ không có ai đưa ra một phương án duy nhất. Vấn đề thứ hai tôi cho quan trọng hơn nữa là thế này, là cái phát triển hệ thống tàu điện ngầm ấy, ngầm hay là nổi cũng thế, thì nó phải là sao tạo ra được phát triển theo một cái tính chất là hệ thống mạng. Đấy, nó liên kết với nhau để phát huy được cái hiệu quả nó cao nhất. Còn nếu như chúng ta nói rằng giao thông công cộng mà cái hệ thống đó nó không kết nối với nhau, tức là nó không thể tạo ra được cái tính cộng đồng. Đấy, giữa các cái hệ thống về mặt vận tải, thì
dù là ngầm hay là nổi thì có thật chúng ta cũng sẽ sử dụng công suất của nó không cao, không cao. À, cho nên là ở đây tôi cũng muốn quay trở lại là vậy thì chúng ta phải tính đến một cái yếu tố liên quan đến thiết kế, quy hoạch, phát triển cái mạng lưới như thế nào. Đấy, chúng ta nhìn thấy hệ thống về tàu điện ngầm ở các cái đô thị lớn như thế giới, nó tạo tính tiện lợi của nó rất cao. Tức là anh có thể đi từ điểm A này đến một điểm B, đến điểm C, bất kể một điểm nào, anh đều có thể sử dụng hệ thống tàu ngầm anh đi được. Nó cứ cắt nối với nhau và nó bác dây chuyền nó đi được. Đấy. Và anh ở trên mặt đất này, ở bất kể vị trí nào, anh có thể đi về hướng đông cũng được, hướng tây cũng được, hướng bắc cũng được, hướng nam cũng được, khoảng chừng nó có một cự ly nó khoảng chừng 1 km là anh sẽ có một cặp một hệ thống giao thông. Anh đi lúc nào cũng được. Và như vậy thì nó tạo cho người ta một cái sự tiện lợi. Và như vậy thì nó mới giải quyết được vấn đề là liên quan đến cái yếu tố là giao thông cá nhân người ta không cần nữa. Đấy, chính như vậy tôi cho rằng là ở đây chúng ta phải nghĩ đến cái chuyện làm sao thiết kế cái tính hệ thống mạng kết nối của nó. Nhân anh Cường nói hệ thống mạng, tôi xin nói là hôm nọ tôi nghiên cứu một tài liệu ấy, thì hầu hết các nước ấy, người ta làm tàu điện ngầm ấy, người ta làm từ lõi làm ra, chứ hiện nay chúng ta làm từ ngoài làm vào. Tôi nói ví dụ như đường sắt Cát Linh coi như Hà Đông, thì đến như thế Cát Linh rồi người ta đi đâu, và như thế nếu không có kết nối thì rồi đây tăng bo với vấn đề vận chuyển thế nào, có khi lại gây ùn tắc ở chỗ Cát Linh. Cho nên cái này là tôi vẫn, theo quan điểm của tôi cũng nhất trí là phải làm từ lõi làm ra, và từ đó ta có kinh tế, điều kiện và phát triển giao thông chúng ta lan tỏa như là một cái mạng nhện và tạo sự thuận lợi. Hôm qua tôi đọc một cái tài liệu của Bangkok như thế là, và ở Đức ấy, chỉ 2-3 phút người ta đã tiếp cận với lại phương tiện giao thông đối với tàu điện ngầm và xe buýt các thứ. Cho nên là cái chuyện người ta đi ở trên bộ là rất ít, người ta thích chui xuống mặt đất, vừa cái số tiền để ta bỏ ra cũng vừa phải, nhưng đồng thời là thuận lợi, sạch sẽ, nhanh chóng. Và người ta đi tàu điện ngầm đồng thời là đi chợ luôn, đi siêu thị, ví dụ thế. Cho nên là cái này ấy, những nhà kinh tế, những nhà quản lý, những nhà đầu tư phải tính toán rất kỹ bài toán này để mà đầu tư. Là tôi nghe rất nhiều chuyên gia phàn nàn về cái đường sắt Cát Linh Hà Đông. Đấy rồi đây một năm nữa hay gì đó gia hạn bao nhiêu đâu rồi giải quyết rồi các bạn sẽ thấy rằng là đến Cát Linh rồi nó sẽ như thế nào. Chắc là chúng ta cũng phải tạo một cái sự kết nối hệ thống đâu. Chúng ta có hình dung nhìn thấy Hà Nội trước đây nó có cái hệ thống tàu điện nổi ấy. Thế thì thực ra tàu điện nổi của Hà Nội thì nó không đến, nó chưa đạt được cái mạng lưới đấy, kết nối như các nước. Nhưng bản thân cái hệ thống tàu điện nổi trước đây ấy, nó cũng giúp cho con người ta gần như có thể đi ở điểm nào đó cũng dùng tàu điện được. Đó, chúng ta nhìn thấy cái hệ thống của nó là gần như nó tạo kết nối một cái vòng tròn nhau. Từ ví dụ chẳng hạn như là Hà Đông cũng là một cái điểm phát triển rất đông. Thì Hà Đông cũng đi về Cát Linh, cũng đi về Hàng Cỏ rồi đến chợ Đồng Xuân. Rồi lại đường từ chợ Mơ đi lên bờ hồ cũng qua chợ Đồng Xuân, lại đi xuống Thụy Khê, đi ra Cầu Giấy. Đó. Rồi là đường từ trung tâm chợ Đồng Xuân, đấy, đi vòng qua ga Hàng Cỏ, đi vòng về Bạch Mai. Tức là những cái trục mà có rất nhiều nó người, nó kết nối rất người nhiều ta tạo ra gần như là một cái rất nhiều tụ điểm quan trọng, nó tập trung ở một giữa và nó vào bung hoa. Và như vậy bất kể một người nào đâu, người ta đi đến trung tâm này xong người ta nhảy sang tuyến khác, đi trung tâm lại nhảy tuyến khác. Còn nếu như phát triển hơn nữa thì nó là một cái đường vòng tròn, nó kết nối bên ngoài lại. Và như vậy thì người ta đi từ bên này đường này sang đường kia. Đấy, thì các nước thì bao giờ cũng thế, một cái hình tạo ra hình hoa thì thế sau đấy bắt đầu làm cái đường vành đai tròn. Đấy, thì đúng là tôi nghĩ rằng là đầu tiên nó phải phát triển từ trung tâm và lan tỏa dần ra. Đấy, và trung tâm thì bao giờ thế chúng ta phải đi hệ thống ngầm bởi vì cái độ nén nó cao. Đấy, ra ngoài thì bắt đầu cái độ nén thấp thì nó nổi lên. Đấy, thế thì chúng ta hiện nay ấy, chúng ta đúng là chúng ta nhìn chúng ta mới chỉ có hai hệ thống thôi, một là Cát Linh Hà Đông, hai là Nhổn Ga, đúng không ạ? Thì rõ ràng là quá ít. Đấy, chắc chắn là phải phát triển nhiều hơn. Còn trong cái lúc mà chưa phát triển được, nếu như cái kết nối bằng hệ thống xe buýt mà không tốt thì rõ ràng hai cái hệ thống này là sẽ phát triển rất kém. Trong khi chúng ta chưa phát triển được thì chắc chắn các cái hệ thống chúng ta gọi là các cái đường sao hoặc là các đường vành đai tròn ấy, nó phải kết nối bằng hệ thống xe buýt rất tốt thì chúng ta sẽ phát huy được cái hai hệ thống trục mà đang sự kiện này. Trở về cái ý kiến của anh Phú ấy, tức là làm phải làm từ lõi ra, nhưng mà các chị cũng hình dung ra là nước mình ấy, cái môn mà tôi dạy là quy hoạch xây dựng thành phố thì không bao giờ có một cái đất trống để cho anh quy hoạch theo cái ý đồ của anh cả. Cho nên cái từ của chúng tôi dạy sinh viên là quy hoạch cải tạo.
chứ làm gì có cái thành phố nào nó có đất trống, trừ cái Hòa Lạc là cái đô thị bé thôi, thì anh đang còn là đất trống. Chứ còn không bao giờ, nếu mà cái đất trống như Hòa Lạc thì tôi đảm bảo làm cái phương án như của anh Phú là đúng nhất. Tất cả các nước hiện đại đều làm thế. Nhưng mà các nước nó cũng giống mình, không bao giờ nó có một cái, nó lấy kể cả đến vùng núi của mình, bây giờ nó cũng có dân rồi, nó cũng có cái đường của nó rồi, cho nên là không phải là mình làm được thuận lợi. Khi mà tôi bàn hỏi với Pháp ấy, là nếu mà chúng tôi làm, sở dĩ họ dùng chữ vành đai ấy, tức là nó dùng cái từ ring road, là cái ring là cái nhẫn ấy, bao giờ nó cũng phải liền thì mạch máu nó mới thông được, cho nên nó dùng vành đai 1, tức là cái vành đai bảo tồn phố cổ, thì trong cái lõi đấy là không làm được. Tại vì là tất cả cái hệ thống ngày xưa ấy, Pháp nó làm ấy, hệ thống cống ngày xưa thì bây giờ mình thoát nước là phải có mấy loại ống. Thoát nước bẩn, thoát nước sinh hoạt, thoát nước công nghiệp, rồi thoát nước nguy hại nữa. Cho nên là nước y tế, nước công nghiệp là nguy hại. Cho nên là bây giờ mình là 4 cái ống, chứ ngày xưa Pháp là nó chỉ có một cái thoát nước mưa và thoát nước bẩn thôi. Nó chỉ có 2 ống thôi. Thế thì nó làm ngầm ở dưới đất, nhưng mà cái bản đồ họ mang đi. Cho nên mình không có được cái hình dung ra cái ngầm ở dưới đất. Nhưng mà cũng báo cáo các anh, các chị tin mừng là năm 2003 mình đã có luật xây dựng, thì đến năm 2009 chính phủ đã ra nghị định số 38 NDCP, tức là quản lý không gian ngầm đô thị. Tức là thực ra mình, các nước nó bảo mình bỏ trống cái loại đấy là không có thu tiền được. Ví dụ các nơi đầu tư như thế, ông xả ra của chúng tôi bao nhiêu thế, mà mình bây giờ chỉ cần làm cái đường ống là mình thu được tiền của nó, nhưng mình lại không. Cho nên là, nhưng mà bây giờ chính phủ đã ra nghị định từ năm 2009 chị ạ, đã ra nghị định là quản lý không gian ngầm đô thị. Thế thì bây giờ mình có cái gậy đấy rồi, Quốc hội thì cũng đã duyệt, kể cả cái giá Quốc hội duyệt. Nhưng mà áp dụng vào thực tế thì nó có cái khó này. Tôi nói ví dụ như là tôi, nhà tôi ở đường Trường Chinh. Thế cái ngày mà nhà nước cấp ấy, thì lúc tôi làm quy hoạch thì tôi đã thích là ở ven đô, giống các nước anh. Cái ngày đấy thì đường Trường Chinh nó là ven đô, cái đường chiến thắng B52 đấy. Thế thì mình lại rất là thích ở ven đô. Nhưng mà đến lúc đô thị nó phát triển tự phát thì nhà tôi lại thành nội đô. Cho nên là bây giờ nó lại tắc đường. Thế và bây giờ người ta mới mở con đường Trường Chinh. Thì cái tiền đây tôi có nói con số cho chị thử hình dung cái tiền mới đấy là nổi đấy. Ví dụ như mình mở một con đường là 1 mét, 1 km đường của cái đường Trường Chinh ấy, thì lúc đó là chúng tôi là xây 1 mét vuông nhà thì hết có 3 triệu. Thế mà 1 mét vuông đường thì hết 30 triệu. Mét vuông đấy chị. Thế bây giờ chị tính 1 km vuông thì nó phải là mấy chục triệu. Thế nhưng mà nó lại được cái tốt là cái tiền mình giải phóng mặt bằng cho dân ấy, thì lúc đó mình giải phóng, anh Quốc hội lúc ấy cũng duyệt giá cho thành phố Hà Nội. Thành phố Hà Nội là đền cao nhất là 62 triệu. Trong khi đó cái mặt phố Trường Chinh bây giờ là 200 triệu. Thế thì lúc chúng tôi họp với thành sở xây dựng, chúng tôi đề nghị là ít nhất mình, trong luật của mình đã nói rằng là đền bù gần sát giá thị trường. Như vậy thì từ 62 tôi nghĩ là phải đưa lên 100 thì họ mới đi. Mặc dù giá thị trường là 200. Thế từ khi ông quyết định 100 một cái là dân nó đồng ý đi hết. Cho nên bây giờ mới mở được cái đoạn tới là cái đoạn đuôi nối với ngã tư Sở đấy ạ. Thế thì đấy là tôi nói là 100 triệu đền bù. Thế mà mình mở một cái con đường như là 1.000 hộ chị ạ. 1.000 hộ mà mỗi hộ nó mất cũng phải đến quân bình là 15 mét. Chứ chưa nói là thế thì bây giờ chị nhân cái con số đấy là rất là đắt. Chứ còn làm đường thì rẻ lắm chị ạ. Không, cái nền hạ đường ở dưới thì rẻ lắm. Thế thì đấy nó đắt là đắt cái đấy. Cái thứ hai nữa là hạ ngầm. Cùng một lúc mình làm thì mình hạ ngầm luôn cái hệ thống dây xuống ngầm. Thì đấy nó đắt là đắt ở cái đấy. Thế thì tôi nghĩ rằng là so sánh thì đúng là khập khiễng. Nhưng mà nếu mà làm theo phương pháp hiện đại thì bản thân quy hoạch của anh phải hiện đại. Tức là anh là nội đô, inner city, xong rồi mới đến city, xong rồi mới suburban, tức là cái ven đô, xong rồi mới đến ngoại thành. Thế thì 4 vành đai như thế thì như nhà tôi ngày xưa là ngoại thành, bây giờ nó là thành vành đai 2. Thế thì ra là nó đổi cấu trúc đô thị đi. Thế thì bây giờ anh làm một cái mạng giao thông đô thị mà anh làm từ lõi ra thì anh chết tắc. Là bởi vì là cái lõi là mình không nắm được cái hệ thống ngầm ở dưới. Tôi rất thông cảm với ý kiến về vấn đề các cái hạ tầng ngầm. Vâng. Như thưa anh, tôi đã sang Moscow 2 lần. Cái cầu thang máy dẫn xuống ấy, tôi đi ấy, nó xuống khoảng 200 mét. Hoàn toàn tự do để mà phát triển
các trung tâm thương mại và ga. À, vâng, đúng rồi. Cái đấy cho thì nên là tôi xin, nếu mà chúng ta quyết tâm làm thủy lợi vẫn làm được. Thì nó vẫn... Chủ yếu là cái đầu tư ban đầu vâng. thôi. Và cái hiệu quả sau này chúng ta thu hồi. Và hiệu quả xã hội nữa. Chúng ta làm cái này không phải riêng hiệu quả kinh tế. Theo tôi hiệu quả xã hội nữa. Rất nhiều vấn đề. Xin thưa các anh là có các vấn đề. Xin nói là Nga làm tính toán cả vấn đề chiến tranh. Dạ. Còn chúng ta phải tính xa cả những bài toán như thế. Không loại trừ. Cho nên tôi xin nói là nếu những cái nhà mà tâm huyết trách nhiệm giống như giải phóng mà bạn như anh nói ấy, tôi xin nói là Bắc Kinh người ta đã làm rồi, người ta thừa tiền làm đường tiếp tục. Tại sao chúng ta lại tiếp tục 3.000 tỷ một con đường có một cây số Hà Nội này? Hai con đường rồi, từ con đường Xã Đàn bây giờ sang con đường tiếp ở đường Hoàng Cầu nữa. Thì như thế và siêu mỏng siêu méo một thành phố rất xấu xí. Vâng, rất xấu xí. Cho nên quay lại bài toán ngầm hay nổi thì cái đó do các kiến trúc sư, các nhà thiết kế. Nhưng mà theo tôi là nó phải đạt cả hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội. Và nên nghĩ rộng ra của vấn đề ngầm. Chứ đừng bó hẹp trong vấn đề giao thông. Thì cái đó chúng ta sẽ thanh thoát. Yeah. Thực ra thì ở Việt Nam mình thì ngay thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta nhìn thấy cái hệ thống đường mà đang làm cái đường số 1 hiện nay. Thì nó làm cũng là trong nõi, trung tâm thành phố. Đúng rồi. Và cái công nghệ thì tôi thấy hiện nay có khi người ta cũng không bị lệ thuộc nhiều lắm vào những cái hệ thống nổi bên trên này. Không. Và cái hệ thống nó có thể sẽ thi công ngầm. À, tôi thấy chẳng hạn như là đấy Paris thì đấy như các cụ nói rằng là chúng ta nhìn thấy trước đây nó có cái hệ thống đường cũ, bây giờ nó làm thêm cái đường mới. Dạ. Còn chui bên ngầm hơn của cái hệ thống cũ đấy. Và tất nhiên vẫn làm được. Đấy. Tất nhiên là đứng về mặt công nghệ kỹ thuật là phải cao. Chi phí chắc chắn ban đầu là phải lớn. Và cái quá trình anh vận hành nó cũng phải là chi phí nhiều hơn. Đấy. À, có thể nhiều khi con nhà nghèo như tôi nói trong lúc mà nó đang nợ công thì đang khó khăn tiền chưa có nhiều cấp bách thì lại nghĩ cái gì đấy nó có thể nó cũng phải ngắn hạn hơn một tí. Đấy, nhưng mà tất nhiên như tôi nói rằng là nếu chúng ta mà chấp vá thì nó sẽ không có hiệu quả. Cho nên là có thể ít chúng ta chưa có đủ nhiều tiền thì chúng ta tính xem làm cái gì, làm đến đâu. Ví dụ chẳng hạn chúng ta có làm cả mấy chục km ra đến tận Yên Nghĩa không, hay ta nào chỉ làm đến Hà Đông thôi. Thế xong rồi bắt đầu từ cái đoạn trên này nó không phải là chỉ có đến Kim Mã mà chúng ta kéo thêm vào bên trong nội thành nhiều hơn. Đấy. Hay chẳng hạn những cái tuyến đến Nhổn thì chúng ta có cần kéo ngay ra Nhổn hay không? Hay chúng ta chỉ cần kéo ra đến chẳng hạn như là Dịch Vọng chẳng hạn. Đấy. Xong rồi chúng ta cái đầu trong này chúng ta lại làm trong nội thành nhiều hơn một chút. Thì nếu như chúng ta tập trung vào, chúng ta giải quyết những vấn đề đó, sau này chúng ta sẽ nối dài. Rất nhiều cái hệ thống đường sắt nó nối dài, kéo dài dần ra. Thì tôi nghĩ rằng là nó cũng sẽ có thể Sài Gòn đang triển làm từ lõi làm ra. Vâng. Từ Bến Thành là trung tâm đô hội ra chứ không phải là làm từ ngoài làm vào. Vâng. Tôi nghĩ là đã rất nhiều thông tin để cung cấp cho quý vị khán giả chúng tôi liên quan đến làm ngầm, làm nổi rồi những cái mà chúng ta sẽ tận dụng được từ phía các công trình ngầm đúng không? Và trước khi mà kết thúc chương trình ngày hôm nay thì các khách mời có thể có một cái nhắn nhủ gì đó với những cái vấn đề chúng ta vừa nói, chúng ta nhìn vào cái thực tế hiện tại chúng ta đang thực hiện hiện nay thì chúng ta còn những trăn trở gì, chúng ta còn những cái mong muốn gì nữa, bởi vì đây không phải là vấn đề là chúng ta chưa làm mà chúng ta đã làm rồi ạ. Và hiện nay cũng đã có tiến độ rồi, thậm chí đến tháng 9 năm 2018 đã bắt đầu chạy vận hành thử đúng không ạ? Tháng 12 là chạy thương mại rồi ạ. Đấy, thì các khách mời có một cái nhắn nhủ gì trước khi chúng tôi kết thúc chương trình ạ? Ông Phú ạ. Tôi thì theo tôi nên chúng ta là người đi sau. Bây giờ nhiều các khoa học tiên tiến rất lớn và hiệu quả kinh tế của các nước. Theo tôi nên học kinh nghiệm các nước kết hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam để thực hiện cái việc xe điện ngầm hay nổi trong giai đoạn. Nhưng mà theo tôi cái này là rất phải cấp bách rồi. Vâng ạ. Tiến ạ. Tôi thì tôi có một cái ý kiến với các cái nhà lãnh đạo chính quyền của các cái đô thị. Đừng bao giờ lo mình không có tiền. Bởi vì đến Mỹ mà nó xây dựng các cái thành phố của nó, 49 bang của nó, tiền nó toàn đi vay. Bây giờ nó nợ 2.000 tỷ chứ ạ. Là tiền phát triển hạ tầng. Có bao giờ có nước nó giàu như thế nhưng không bao giờ nó bỏ tiền của nó ra nó làm tất đâu. Vì cái rủi ro mới thu hồi vốn, nó lại kêu gọi tất cả các thằng cùng chung vai vào. Cho nên là vấn đề tiền, vốn đầu tư ấy, mình ngại nhất. Nhưng mà đối với các bộ và các cái chính quyền, các địa phương ấy, thì đừng nên ngại về vấn đề tài chính. Tại vì cái đấy là mình đi vay hết mà nước nào nó cũng đi vay hết chứ có bao giờ nó có giàu có nó cũng không bỏ. Quan trọng là hiệu quả vay. Vâng, nó vay xong đó thì... Như nước mình mà lúc trước rất là thích ở cái mức là nước đang phát triển là bởi vì mình được vay ân hạn trong 10 năm không trả lãi, 40 năm bắt đầu mới phải trả, chỉ nộp lệ phí thôi.
Thế thì mình lại thích nó nghèo đi để vì là mình vay được được cái tiền đó. Nhưng mà đấy là nói ở góc độ vi mô thôi. Chứ ở góc độ vĩ mô tôi nghĩ là các nhà chính quyền ấy, thì nên đừng bao giờ quan tâm quá về vấn đề vốn đầu tư. Đấy, rút kinh nghiệm các nước. Mà mình phải quyết tâm để thực hiện nó hiệu quả nhất. Chứ còn tôi nói thật, nếu mà mình mà cứ đắn đo như thế này thì cái tắc đường nó sẽ diễn ra không bao giờ cứu lại được. Các nước nó cũng đã nói rồi, cho nên là đấy là tôi muốn nhắn nhủ đó thôi. Vâng. Với cái nhà lợi. Chắc là đấy. Nhà ra quyết định đấy. Ủy ban tài chính ngân sách của Hội. Thế là tôi nhắn nhủ với anh đấy. Thực ra thì chúng ta thì không nên tranh cãi là có nên làm metro hay không. Và phát triển hệ thống metro đối với các đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, đây là một nhu cầu tất yếu phải làm. Và cho đến lúc này là chúng ta đã hơi quá muộn. Và cái sự phát triển của hệ thống về tàu điện ngầm đấy, chúng ta không nên nhìn nó trong một cái tầm nhìn ngắn hạn, mà chúng ta phải nhìn nó trong một cái tầm nhìn dài hạn, không phải là 100 năm và nhiều trăm năm. Và vì vậy ấy, chúng ta phải tính đến cái sự phát triển của hệ thống các cái tàu điện này, nó đi kèm theo là nó không chỉ giải quyết cái chuyện đi lại của người dân, mà nó giải quyết đến cái sự phát triển các đô thị hiện đại. Và như vậy ấy, thì ở đây chúng ta phải gắn liền giữa phát triển hệ thống tàu điện ngầm với quá trình cải tạo lại cái đô thị, cải tạo lại những cái khu phát triển một cách tự phát. Chúng ta đừng tính toán cái chuyện là giải phóng mặt bằng, mất mấy cái nhà để làm con đường, mà làm con đường này xong thì cả cái hệ thống đô thị ở đó nó sẽ phải thay đổi diện mạo làm sao, nó thể hiện được cái tính hiện đại như thế nào. Và nếu chúng ta chỉ giải quyết được cái chuyện đó, chúng ta phải làm được việc đấy, thì bản thân những cái nhà đầu tư như tư nhân hiện nay, người ta sẵn sàng, người ta bỏ tiền vào, người ta làm cái đường đó và người ta sẽ thu được cái nguồn lợi nhờ vào cái sự phát triển đô thị hiện đại. Và nhà đầu tư thì đảm bảo rằng là không bị thiệt hại, thậm chí có lợi. Xã hội chúng ta sẽ được các công trình và chúng ta mới có được cái sự phát triển đi lên. Vâng ạ. Xin cảm ơn ba vị khách mời ạ. Thưa các khách mời, chúng ta đến đây không chỉ với vai trò là những chuyên gia kinh tế, chuyên gia về quy hoạch, về kiến trúc, mà chúng ta đến đây với vai trò những người dân đang rất là quan tâm tới vấn đề giao thông, vấn đề mà nhức nhối hiện nay. Và với những thông tin mà các khách mời đã cung cấp thì chúng tôi cũng hiểu, chúng ta cũng đang rất là mong đợi, đang rất là hy vọng vào một sự thay đổi diện mạo của cái vấn đề hạ tầng giao thông, đặc biệt là giao thông đô thị tại Hà Nội cũng như tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng tôi rất là cảm ơn những cái thông tin mà các khách mời đã cung cấp cho quý vị khán giả. Chúng tôi hy vọng là với những góc nhìn như vậy, với những thông tin như vậy thì khán giả chúng tôi cũng phần nào là đã được giải đáp những cái thắc mắc hoặc là những cái vấn đề họ đang quan tâm. Và chúng tôi một lần nữa thì rất là mong các khách mời có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục tham gia và đồng hành cùng chương trình đối thoại. Lại là những khán giả trung thành gửi những thông tin, những ý kiến đến chương trình đối thoại của chúng tôi để chúng tôi có thể làm chương trình đối thoại tốt hơn và đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng của người xem. Chúng tôi xin cảm ơn ba vị khách mời. Chúng tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Quý vị có thể xem lại chương trình đối thoại trên website kênh truyền hình VTV www.vitv.vn. Xin kính chào và xin được gặp lại quý vị trong các chương trình đối thoại tiếp theo.